Xin hân hoan chào đón các bạn học sinh đã quay trở lại với chương trình Giáo dục thể chất lớp 5. Nội dung của bài học trước, thầy đã hướng dẫn cho các bạn động tác đi đều vòng phải và các bạn đã thực hiện được rồi phải không nào? Các bạn giỏi lắm. Và tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn hai bài học tiếp theo của nội dung đội hình đội ngũ nhé. Đó là bài đội hình đội ngũ, trò chơi nhảy ô tiếp sức, và bài đội hình đội ngũ, trò chơi nhảy đúng nhảy nhanh. Và cũng như những tiết học trước, trước khi đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay, thì thầy và các bạn sẽ cùng tìm hiểu mục tiêu của bài học ngày hôm nay nhé. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là về phẩm chất, phần thứ hai là về năng lực. Về phẩm chất thì các em tích cực tham gia tập luyện, tích cực tham gia các trò chơi và có trách nhiệm khi tham gia các trò chơi. Về năng lực sẽ có hai năng lực: năng lực chung và năng lực đặc thù. Về năng lực chung, các em tự xem trước các động tác, tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số và đi đều vòng trái trong sách giáo khoa. Về năng lực đặc thù thì các em biết thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Các em biết được cách tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số và đi đều vòng trái vào hoạt động tập thể. Các em biết quan sát tranh, tự khám phá bài và thực hiện được các động tác tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số và đi đều vòng trái. Tiếp theo, thầy và các bạn sẽ cùng khởi động để làm nóng các cơ và dẻo các khớp để các bạn không bị chấn thương trong quá trình tập luyện nhé. Đầu tiên các bạn sẽ xoay cổ, đứng hai chân sang ngang rộng bằng vai, tay chống hông, xoay cổ từ trái qua phải. Xoay ngược lại. Thôi, xoay vai. Xoay ngược lại. Xoay khuỷu tay. Xoay ngược lại. Các bạn tiếp theo sẽ xoay cánh tay từ sau ra trước. Xoay ngược lại. Tiếp theo, các bạn sẽ xoay hông từ trái qua phải. Xoay ngược lại. Tiếp theo, các bạn đứng hai chân chụm sát vào nhau, hai tay chống gối, xoay gối từ trái qua phải. Xoay ngược lại. Tiếp theo, các bạn sẽ gập duỗi gối hai lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Tiếp theo các bạn sẽ xoay cổ tay kết hợp với xoay cổ chân. Đổi chân, đổi chiều. Thôi, đó là một số động tác khởi động. Tiếp theo, thầy và các bạn sẽ cùng đi đến nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Về nội dung chính của bài học ngày hôm nay, thầy sẽ ôn lại cho các bạn cách tập hợp hàng ngang. Về tập hợp hàng ngang thì khẩu lệnh thanh 1, 2, 3, 4 hàng ngang tập hợp. Lúc này chỉ huy đưa tay trái sang ngang. Em đầu hàng đứng sát vào tay trái của chỉ huy. Các em khác lần lượt đứng bên trái theo thứ tự từ thấp đến cao. Các em có thể nhìn hình ảnh minh họa. Bạn chỉ huy đưa tay trái sang ngang và bạn đầu hàng đặt vai của mình vào tay trái của bạn chỉ huy. Và lần lượt các bạn khác sẽ đứng theo thứ tự từ thấp đến cao. Tiếp theo, thầy sẽ ôn lại cho các bạn về cách giống hàng ngang và điểm số. Về giống hàng ngang, khẩu lệnh nhìn phải thẳng. Em đầu hàng đứng tư thế nghiêm, các em khác đánh mặt sang phải, tay chống hông và các bạn bên phải một khuỷu tay. Các em có thể nhìn hình ảnh minh họa. Bạn đầu hàng đứng tư thế nghiêm và các bạn khác tay chống hông và các bạn cách nhau một khuỷu tay. Về điểm số thì khẩu lệnh từ 1 đến hết điểm số. Lần lượt em đầu hàng quay mặt qua trái và hô to số của mình rồi quay mặt về tư thế ban đầu. Cứ thế lần lượt đến em cuối hàng, hô to số của mình và cuối cùng là hô hết. Các em có thể nhìn hình ảnh minh họa. Bạn số 1, điểm số của mình và lần lượt đến bạn số 2, bạn số 3, bạn số 4, bạn số 5 và cuối cùng là bạn số 6, điểm số của mình và bạn hô to là hết. Đó là một số động tác tập hợp hàng ngang, giống hàng và điểm số thầy đã ôn lại cho các em. Các em đã nắm được chưa nào? Các em giỏi lắm! Tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn các bạn động tác đi đều vòng trái. Cũng tương tự như động tác đi đều vòng phải. Các bạn đang đi đều 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vòng bên trái, bước 1, 2, 1, 2. Các bạn đã quan sát được chưa nào? Chữ bước lúc này cũng rơi vào chân nào? À đúng rồi, chữ bước lúc này cũng rơi vào chân phải. Khi chân phải dậm nhịp hai đồng thời kết thúc chữ bước thì lúc này thân người các bạn sẽ quay về hướng bên tay trái và chân trái lúc này sẽ bước về phía trước và bước vào nhịp 1. Tiếp theo chân phải sẽ bước về phía trước cách chân trái nửa bàn chân và chân phải sẽ bước vào nhịp 2. Thầy sẽ làm thật chậm là một lần nữa để các bạn quan sát nhé. Dậm chân, dậm, 1, 2, 1, 2, 1, 2, đi đều, bước, 1, 2, 1, 2, vòng bên trái, bước, 1, 2, 1, 2, đứng lại,
không nào? Thầy xin nhắc lại một lần nữa. Chữ bước sẽ rơi vào chân phải. 1, 2, vòng bên trái. Bước thì lúc này các bạn vừa dậm nhịp bước là chân phải, thì lúc này đồng thời thân người sẽ quay về hướng trái và chân trái sẽ bước về trước, rơi vào nhịp 1, và chân phải sẽ bước vào nhịp 2, và cứ thế các bạn sẽ đi đều. Đó là các động tác đi đều vòng phải và đi đều vòng trái thầy vừa hướng dẫn các bạn. Thầy hy vọng các bạn sẽ cố gắng tập luyện để thực hiện thành công hai động tác này nhé. Tiếp theo bài học của ta ngày hôm nay đó là phần trò chơi. Và trò chơi của ta hôm nay có tên gọi là nhảy ô tiếp sức. Về phần chuẩn bị, các bạn tham gia trò chơi được chia thành nhiều đội. Mỗi đội đứng thành một hàng dọc sau vạch xuất phát. Cách thực hiện của trò chơi như sau. Lần lượt từng bạn của mỗi đội liên tục bật nhảy, chụm chân vào các ô. Khi đến ô cuối thì quay người bật nhảy trở về vạch xuất phát. Sau đó dùng tay chạm nhẹ vào tay của bạn tiếp theo. Đội nào hoàn thành đầu tiên là đội thắng cuộc. Các em có thể nhìn hình ảnh minh họa bạn đầu hàng nhảy vào các ô theo đường zig zag, và khi nhảy đến ô cuối cùng thì sẽ quay trở lại và vỗ nhẹ vào tay của bạn kế tiếp. Hàng nào thực hiện xong đầu tiên sẽ là hàng thắng cuộc. Trò chơi này các bạn có thể mời anh hoặc chị hoặc những bạn xung quanh tham gia cùng để trò chơi thêm phần hào hứng nhé. Thầy chúc các bạn có một trò chơi thật là bổ ích và thật vui tươi. Và cuối buổi học ngày hôm nay thì thầy và các bạn sẽ cùng thả lỏng để các bạn không bị đau cơ trong quá trình tập luyện. Về bài tập thả lỏng, thầy đã hướng dẫn cho các bạn ở những buổi học trước. Sau đây thầy sẽ nhắc lại một số bài tập thả lỏng để các bạn được nắm rõ hơn nhé. Các bạn sẽ ép dọc thả lỏng, ép dọc chân sau co gối và tay nắm vào mũi chân co. Đứng một chân trụ, chân sau co gối và tay nắm mũi chân co. Và cuối cùng, các bạn sẽ nằm co hai gối sát vào thân người. Các bạn đã nắm được một số bài tập thả lỏng chưa nào? Tiếp theo, thầy và các bạn sẽ cùng hệ thống lại nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Các bạn cần nắm được cho thầy cách tập hợp hàng ngang, giống hàng ngang, điểm số, và cuối cùng là đi đều vòng trái. Và buổi học của ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy chúc tất cả các em có được những kiến thức bổ ích và được thật nhiều niềm vui khi tham gia buổi học này. Thầy chúc các em thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em
trong buổi học kỳ sau nhé. Thầy xin chào các em.